vỏ lớp zin nguyên. Đó, xe thì bao đẹp cho mọi người luôn. Mà có 49.500 thôi. Con này như biển số cũng 60 Đồng Nai thì phải ạ. À, con này biển số 36. Rồi rút hồ sơ sang tên bình thường nên mọi người cứ yên tâm á. Ok, thì tiếp theo trong video này mình giới thiệu với mọi người là về Vinner V1 rồi Ad, những con đời thấp tầm 2018 nha các bạn, rồi những con mô tô. Và bất ngờ ở đây thì anh cũng sẽ giảm Vinner V1 giảm 1 triệu luôn các bạn. Nó chỉ còn một số con sẽ giảm các bạn. Như con này là này, con này là màu trắng đen. Vinner V1 ở đây cũng gần như đủ màu. Con này biển số 83 27 triệu 9 thôi mọi người. Đó, biển số 83 27 triệu 9. Coi nó đi bao nhiêu ngàn. Hết bình à? À có trong trộm. Thường mấy con trong trộm dễ hết bình lắm. Con này đi 2743 coi. Tiếp hả? Chạy 11.000. 11.000. Lên trong đổ này, lên bảo vệ này cũng rất đẹp đi. Đó. 27 triệu 900 thôi. Con này 28. Đó. Con này 28 nhưng mà con này là 8.300 đang giảm giá cho anh em là 1 triệu. À, đang giảm 1 triệu nha các bạn. Đó. Con này là giảm 1 triệu nè, 28 triệu 3 giảm 1 triệu là còn 27 triệu 3 thôi mà đợi 28 thôi chứ. Màu trắng xanh các bạn nhìn đi. 28 triệu 300 giảm 1 triệu còn là 27 triệu 300. Anh em đã có Winner 28 chạy rồi. Đó, trắng xanh rất đẹp luôn. Quả con này hồ sơ có sẵn luôn anh. Chưa. Đang rút hả? Không, xe hôm bữa báo là định rút nhưng mà dạ. Để cho anh em nào trả góp ra góp ha. Để trả góp á. Dạ. Đi 12.000. Đó, anh em nào trả góp thì 27 triệu thì trả góp thì vô tư rồi. Rồi. Qua Rider Sanker. Mình thấy nhiều anh em cũng hỏi Rider, mà Rider FI thì đợt này bán hết rồi. Như video trước thì có mấy em thì cũng bán rồi. Thì hiện tại còn cặp Rider Sanker mà hiện tại đang giảm 1 triệu nữa các bạn. Con này đời 25 mà 26 triệu 8 giảm 1 triệu còn 25 triệu 8 à. Con này biển số đâu anh? Con này biển số 61. Hai con biển số 61. À, hai con biển số 61 thôi. Để cái nghi cho nó Rider cho nó. Hết xanh à? Còn xe ngậm xăng. Ngậm xăng. Đói. Con này nó lên cùng tay thắng Rambo kìa. Ghê chưa? Con này hết cặp cùng tay thắng này hơn 2 triệu. Đó. Rambo luôn, hàng chữ chứ không phải là chuyện đơn giản nha các bạn. Nhìn chất của nó là đó. Biết rồi. Ghê, quá dữ. Rồi, về em Rider phía bên. Rider màu xanh nước biển nha các bạn. 26 triệu 5 mà giảm 1 triệu còn 25 triệu 5 thôi. Biển số cũng là 61. Đó, còn qua em Sakia màu đỏ các bạn. Sakia sáng này có em ở dưới 68 lên trả góp mà bị rớt. À, dạ là. Chắc là nợ xấu hay anh em cũng từ ở Kiên Giang lên mà bị nợ xấu mất không góp được, đã chọn cũng chọn này rồi các bạn. Mới sáng. Ờ, mới sáng à. Không biết là lý do nợ xấu hay như thế nào nhưng mà bị không đậu hồ sơ. Con này là 41 triệu 8. Rồi mình ra mình quay em Sakia nữa cho mọi người. Sakia cũng rất là đẹp luôn, màu xanh nha. Đó, xe thì bao nhiêu cho mọi người luôn. Quý chị và các bạn mình xem thì nhớ like và chia sẻ. Ở đây cũng có dịch vụ trả góp rồi các kiểu luôn. Các bạn nào muốn mua thì các bạn liên hệ tới là 287 Lý Thường Kiệt, Giang Bình Dương. Số điện thoại là 0964711525. Đó, sẵn tiện mình giới thiệu luôn con Benelli. Con này biển số 64 mà 23 triệu 500 thôi mọi người. Đó, 23 triệu 500 là có một em mô tô đi rồi. Benelli mà 150. Đó. Xe gọi là cũng cực á. 6.048. Các bạn nghe đi. Máy cũng thì thầm luôn nha. Rồi, đây là em Sakia này. Em Sakia màu xanh. Bọc keo nguyên con.
con này đi cũng 7.000. Đó các bạn nhìn đi. Đây rất chắc. Bịt. Rồi, máy ở đây là bao zin cho mọi người. Con này cũng lên Tây Thánh Độ nhưng mà hàng phát. Xe Racing Boy. Đâu? Racing Boy à? À đúng rồi. Racing Boy các bạn. Racing Boy mà không biết hàng thiệt không? Với hàng đó cũng ok mà. Rồi, về con xanh GB nha các bạn. Con này mà 29.500 thôi. Con này đó. Rồi, tiếp theo là một em Exciter này, mẫu mới. Con này sử dụng ốp niền luôn. Điện số 37. Trong trộm đầy đủ. Mấy ngàn anh? 9.426 mà có 33 triệu thôi mọi người. Đó, 33 triệu. 33 triệu và có em 29 à, có giảm luôn. Các bạn cứ ở xa ở đâu tới thì cũng sẽ có giảm cho mọi người hết. Rồi, chắc cũng nhiều anh em quan tâm về cái dòng mà ẹt đen nhám đây. Thì anh em cũng biết rồi. Ở đó trước là cũng trâm về ẹt đen nhám này, nhưng mà đợt này này bán hết. Còn lại duy nhất một chiếc này thôi quý anh chị và các bạn. Một chiếc màu đen nhám như thế này. Mẫu này hồi trước kia là nói chung cũng sóng gió, hiện tại cũng rất là nhiều người chuộng rồi cái mẫu này. Màu sơn này thì giá nó cũng chỉ 29.500 thôi. Các bạn nhìn đi. Xe rất là chất luôn nha. Điện số 61. Đó. 61. Rồi, qua con ẹt màu đỏ đen 28 nha mọi người. Điện số 94 mà 30.900 thôi. Đó, 28, xe rất là ken luôn, xe cứng. Rồi, về ẹt 27 thì có con này điện số 35 là 29.800 thôi. Đó anh em nhìn đi, 29.800 là có xe rồi. 27 giá tầm này là bây giờ là xe đúng lắm. Xe cọp đúng rồi. Những cái các bạn để ý nha. Nhiều anh em cứ xem ở đâu á mình biết. Nói chung là các bạn xem ở đâu. Nhưng mà trên kênh này thì có vài tiệm thôi nhưng mà xe cực ken. Đó anh em xem thì nhiều anh em biết quá rồi. Như tiệm này thì anh em cũng không còn xa lạ gì rồi. Chuyên bán về dòng ẹt Winner mà toàn là ken không. Đó. Như con này đợt này với lại lô đợt này nó về là toàn là cộp, mình nói là cộp. Cộp hết nha các bạn. Như con này là cũng cộp này, như 27 nhưng mà cộp. 27. Anh em nào mua thì mình sẽ biết thôi. À 29.800. À 29.800 mà cộp, gọi là bao cộp luôn á. Không một vết chậm. Máy của nó cũng rất chất luôn. Đó, những em mà cộp như thế này thì mọi người nếu mà mua ẹt mà muốn mua rẻ tiền thì mình nói những con này thì kiếm ra đâu. Nhiều lúc anh em bỏ ra số tiền để mua được con xe ưng ý thì rất là khó. Mình phải theo dõi thường hoặc là mình xem thường mình mới mua được một con đẹp ha. 29.800. Ngoài ra thì đây là một cái em mà cũng gọi là quá cộp luôn chứ không phải là gọi là cộp nữa. Hôm trước này có một em mình hô cộp là anh em tới lấy liền. Thì đợt này con này còn không thể tưởng được luôn. Cái bản chất của xe này thì nhìn như một chiếc xe mới cả. Siêu cộp. Siêu cộp. Nè máy móc của nó nè. Rồi nè, gắt chân mà như thế này là anh em hiểu rồi. Đó. Lớp. Con này nè. 4.101 coi. Wow, hai chìa khóa này. Nhìn cái ghi đông là đã biết rồi các bạn. Thôi, ghi đông là biết cái hàng này cộp như thế nào rồi. Còn gần như là không thể tưởng được với cái con này luôn. Anh em nào đây này, Kobo này các bạn. Sanji. Buộc nó này. Con này hàng nói chung là hàng chất nha các bạn. Con này khỏi phải bàn. Cốt trước chưa mở luôn kìa. Đó. Cặp lốp còn theo xe. Lốp còn theo xe. Cốt trước chưa mở. Đó. Rồi, giá của nó là 40 triệu nha các bạn. 40 triệu. Nói chung là nhiều em cộp như thế này thì cũng khó kiếm. Rồi, về con tem màu lính nha các bạn. Biển số 68, 30.800. Rồi. Tiếp theo là Winner màu đen nhám nha mọi người. Con này đời 28, biển số 69, 28.900 thôi. Hiện tại thì Winner đen nhám ở đây rất rất là nhiều luôn. Con này cũng chỉ 28
29.500 thôi, đời 2018 này các bạn. Đó. Đưa bữa trước là đem nhám là bán hết. À, nguyên cái lô trước là bán hết. Là đôi 4, 5, 6 con. À, đó. Các bạn nhìn đây là lô, cái lô này mới về mới nha. Đó, anh em mà thường xem thì anh em sẽ biết thôi. Bán rất là nhiều luôn. Đó, lại một em Winner màu vàng đen. Hôm trước có một con màu vàng đen nhưng mà bán rồi, con này con khác nha. Bữa trước là con 29, con này 28 nhưng mà bọc keo nguyên con. Đó, anh em nhìn đi. Bọc keo nguyên con. Giá của nó cũng 29.300 thôi. Con này cũng có trong trộm này các bạn. Đó. 7.000 361. Giá nó là có 29.300 thôi mọi người. Rồi, về ẹt màu trắng đỏ đen. Con này biển số 47 là 28.900. Con này biển số 62 là 28.900. Con này cũng 28.900 các bạn. Đó, nguyên lô này mới về, nói chung là về đợt này nhiều kinh khủng luôn. Con là xe đẹp. Rồi, như mới chỗ này mới bán vừa dắt ra một con nữa các bạn. Vừa dắt ra một con thì cho quay này, sẵn tiện quay con này cho mọi người xem. Tại vì nó chặt quá, quay cái đầu không thì mọi người không biết á. Đó, các bạn nhìn đi. Rồi, 28. Bán RC. À, cuối 27 nha các bạn. Con này đi 13.000. Đó, anh chị và các bạn nhìn đi. Đen keo 28.600 thôi. Rồi, con này xanh GB tiếp, 29.800, hồ sơ có sẵn luôn nha mọi người. Rồi, tiếp theo là một em màu tem sơn 3D. Đó, màu tem sơn 3D này bạn nào muốn mua thì các bạn liên hệ mua. Con này 29.500 thôi. Bên này cũng tem sơn 3D luôn. Tem sơn 3D thì cũng rất là nhiều. 28 mà đời 28 là 29.800 thôi mọi người. Tôi 60. Lại MS King nữa, 33.800, con này đang giảm 1 triệu nè. 32.800. Rồi Winner V1 là 29 là 29.500. Cuối cùng là về một cái cặp GZ150A nha các bạn. Một trong những con hàng mà nhiều chú lớn tuổi rất cực thích, mà đợt này nó về thì gọi là không chê đường nào cả. Đó, mới len keng, con là đi có 1.500 coi thôi. 1.500 coi, kiếm không ra con này đâu mọi người. 50.800, vỏ có theo xe nguyên con. 50.800 nha. Con này biển 60 nha các bạn. Đó, 50.800. Rồi, qua em này cũng là GZ150A. Con này cũng đời 28 luôn, hai con 28. Vỏ lớp zin nguyên. Đó, xe thì bao đẹp cho mọi người luôn. Mà có 49.500 thôi. Con này như biển số cũng 60 Đồng Nai thì phải ạ. À, con này biển số 36. Rồi rút hồ sơ sang tên bình thường nên mọi người cứ yên tâm á. Rồi, đây là một con FZ150 nữa này. Đó, nếu mà nãy có trong video này có con cộp, ngoài ra thì cũng có con này nữa. Thì con này thì 33.500 mọi người. Đó. Con này thì không đẹp bằng cái con cộp kia. Đây tiền là của nó. Tiếp theo là một cái con đó, xanh Movita này. Con này có 300 coi thôi mọi người. Con này 300 coi. Điện số 69 là 36.500. Đó, hàng này 300 coi phiên bản Movita. Đó, chẳng khác gì một con xe mới cả các bạn. Rồi, cuối cùng là em ẹt 135. Con này biển số 60 là 18.800. Đó thì mình vừa cập nhật cho mọi người những lô xe ở đây. Quý anh chị và các bạn nào mình muốn mua con nào thì mình nhanh chóng mình liên hệ tới cái địa chỉ là 287 Lý Thường Kiệt, Dĩ An mình vô. Số điện thoại là 0964711525. Đó. Rồi, như em này mới ra đi nhìn rất là đẹp luôn các bạn. Nãy giờ để ở trong kia thì không nói, mà quay ra ngoài thì các bạn khỏi chê nha. Đó, tại vì ở trong kia quay mỗi cái đầu á, đem sơn 3D
màu đỏ thì lại đi nữa rồi. Con hồi bữa bữa cũng tem sơn 3D ốp ốp mâm thì cũng đi. Con này bây giờ cũng đi nữa này. Đó, con này tem sơn 3D. Ra ngoài rồi mới thấy được cái vẻ đẹp của nó mọi người. Ok, đó khách đang mua nha các bạn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở clip tiếp theo. Đừng quên nhấn vào nút like, nút chia sẻ để ủng hộ mình. Xin chào á.